Hoàng Tiến xin chào tất cả các bác nha. Ngày hôm nay trên video này em sẽ gửi đến cho toàn thể quý khách hàng đấy, một mẫu sofa góc đây các bác này. Đấy, hiện tại bên em đã hoàn thiện xong rồi, đang được trưng bày ở trong cửa hàng. Đây, hiện tại bên em đang có sẵn hai bộ đây các bác nha. Hai bộ này thì có kích thước và kiểu dáng như nhau. Đây ạ. Đây là một mẫu sofa góc được Hoàng Anh Tiến bên em thiết kế từ những cái tấm gỗ gõ Naga nguyên khối các bác nha. Đấy, được tạo lên thành những cái chi tiết như là mặt bàn này, mặt ghế này, rồi các tất cả các chi tiết khác như là chân, tay, tựa. Đấy, đều được làm từ gỗ nguyên khối. Và đây là gỗ gõ Naga này các bác này, chất gỗ rất là đẹp luôn. Vân veo màu sắc thì rất là sáng và bắt mắt. Đấy, tất cả 100% đều là tự nhiên nha các bác nhìn ạ. Đây, với một cái bộ sofa góc kiểu dáng như thế này thì sẽ bao gồm là một bàn các bác nha, một cái mặt bàn dài như thế này này. Đấy. Và một ghế, và có hai ghế, trong đó sẽ có một ghế dài và một ghế ngắn. Đấy, ghế dài thì sẽ nằm ở phần bên cạnh hông. Đấy, sẽ nằm ở phần cạnh hông của bàn. Còn ghế ngắn thì sẽ nằm ở phần đầu. Còn đây là một chiếc đôn nữa. Đôn này thì là đôn kê vào góc nhá. Đôn này là đôn kê vào góc ở giữa hai chiếc ghế để đặt bình hoa hay là tượng gỗ đấy, hay là một cái vật phẩm gì dùng để trang trí. Đây, đấy, các bác nhìn thấy chưa, góc thì tùy theo thiết kế mình có thể xoay và tùy chỉnh. Đấy, góc nào cũng được. Thì hai bộ này các bác đang xem đây này thì có kích thước tương đương nhau. Đây, em quay cao quay xa lên cho tất cả các bác và các quý khách hàng cùng theo dõi để cho nó rõ này. Kích thước thì mặt bàn có chiều dài là 2m16, rộng là 90 các bác nhé, và dày là 10. Đấy, bên em đang làm một mẫu này thì lấy dày là 10 thôi. Tuy nhiên nếu mà các bác và các quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng theo kích thước mình mong muốn thì bên em cũng sẽ thiết kế và làm theo theo kích thước mà các bác đặt nha. Còn về phần ghế đấy, ghế dài đây này thì có kích thước phú bì. Đấy, tức là từ tay ghế bên này sang bên kia là 2m93. Đấy, còn ghế ngắn, ghế ngắn là 2m33 các bác nha. Đấy, còn đây là lòng ghế này, lòng ghế thì là rộng 50 này. Còn tất cả những cái bộ phận như là lưng ghế này, tay ghế này, đấy, đều là dày 10 hết các bác nha. Bộ bên này cũng thế, kích thước và kiểu dáng y hệt luôn, khác mỗi là góc ghép thôi. Bên này là góc bên phải, bộ bên kia là góc bên trái các bác nha. Thấy chưa? Gỗ gõ Naga các bác nha, gõ Naga. Một trong những cái loại gỗ rất là đẹp luôn, sử dụng làm đồ nội thất rất là bền, màu sắc rất là sáng và bắt mắt. Và với một mẫu như thế này thì sau khi hoàn thiện, lắp đặt, vận chuyển vào trong tận nhà cho các bác thì giá nó chỉ rơi vào khoảng tầm hơn 50 triệu thôi. Đấy, chỉ có hơn 50 triệu thôi là tất cả các bác và các quý khách hàng gần xa là có thể sở hữu được một cái bộ bàn ghế sofa được làm từ gỗ nguyên khối cực kỳ chất lượng luôn, cực kỳ bền luôn các bác nha. Ngoài ra thì bên em sẽ làm theo kiểu dáng, kiểu mẫu mà các bác yêu cầu và kích thước các bác yêu cầu. Các bác có thể đặt làm dày hơn, dài và rộng hơn cũng được nhá. Thì lúc đấy thì các bác cứ liên hệ cho Hoàng Anh Tiến, bên em sẽ tư vấn chi tiết cho tất cả các bác và bên em cũng có thể là tư vấn thêm cho mình những cái kiểu hay là những cái mẫu, những cái dáng khác để cho các bác lựa chọn và cân đối. Đấy, và địa chỉ của bên em thì vẫn là chân cầu Sông Tàu, xã Ông Cát, huyện Hóa, tỉnh Thanh Hóa này các bác này. Đấy, nhà em thì chuyên cung cấp những cái sản phẩm phản ngựa, chiếu ngựa, bàn ghế gỗ nguyên khối các bác nha. Các bác cũng thể liên hệ vào hotline của Hoàng Anh Tiến 0931 392 777 hoặc là 0911459. Cảm ơn tất cả các bác và các quý khách hàng đã theo dõi.